Mình vừa mới quay xong video về cái chú chuột rất là nhỏ nhắn ở trên bàn, đó chính là ThinkPad Bluetooth Laser Mouse. Thì mình nhận được tin là một món đồ mà mình đặt cách đây khoảng tầm nửa tháng ấy đã về Sài Gòn, và mình cực kỳ thích thú với món đồ này và hy vọng là các bạn cũng thích nó như thế. Đó chính là bộ củ cáp sạc nhanh cho iPhone 20W, và bộ này đặc biệt đó chính là Doraemon. Ok, cùng mình bắt đầu video và hy vọng rằng đây sẽ là bộ đầu tiên tại Việt Nam. Đi nào anh em. Ok, lên đèn. Và bây giờ thì mình cho các bạn xem chiếc siêu đi. Còn nguyên này. Đấy, lần này là lần đầu tiên lâu lắm rồi mình mới giữ nguyên siêu để chờ anh em về giặt nhá. Con hàng này mình thích bởi vì nó Doraemon thôi, chứ không thì còn lâu thì mới xuống máu anh em ạ. Ok, như vậy là chúng ta đã mở nó ra rồi. Bao nhiêu ngày chờ đợi. Nào, chúng ta cùng nhìn những hình ảnh đầu tiên của Doraemon. Ôi, bọc kín thế. Rút đi. Ê, ngược ngược các bạn ơi. Rút sừ nó ra mất rồi. Đây là cáp Doraemon. Anker này, Doraemon này. Đấy, hình lục lạc của Doraemon. Tiếp nào. Còn một thứ nữa. Cái này không bị tụt anh em ạ. Thì đây sẽ là củ sạc Doraemon. Bắt buộc mua là mình sẽ lấy cả đôi này, bởi vì cái này nó mới có hình đầu Doraemon nó mới nhiều ấy. Chứ cái cáp này nó chỉ có một xíu thôi. Và bây giờ thì mình sẽ mở nó ra chi tiết hơn nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục là bóc hộp từng cái thành phần một của chúng ta ra. Đầu tiên là cục sạc trước đi, vì mình thích Doraemon ở đây hơn. Đấy, rạch siêu ở phía trên. Cách đóng hộp vẫn đúng kiểu của nhà ăn cơ, có một cái lớp giấy xanh xanh này. Mình bóc bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng thế. Ui, cảm giác cái cục Doraemon nó về sao nó thích thế nhỉ. Thực ra là mình thừa đấy, mình mua về chả làm gì đâu. Nhưng mà căn bản là đam mê thôi. Đây anh em, đây là cục Doraemon. Đây nét cho các bạn nhìn nó dễ này. Đó, đây là cục 20W nhá. Doraemon nhìn chúng ta sẽ có hình, thứ nhất là đầu Doraemon này. Ở bên này sẽ có ăn cơ Doraemon này. Rồi là hình IQ ở đây cũng thế. Chúng ta sẽ có hình một cái lục lạc của Doraemon. Và cục sạc này để mình xem công suất nào. Ở đây thì sẽ có dòng ra là 5V 3A và 9V 2.22A. Đó, nó ghi rất là rõ ở phía dưới cục sạc của chúng ta đây. Và bây giờ là tới cái phần cáp của chúng ta đi. Rồi, bây giờ thì rạch siêu cái cáp xem nào. Yo. Ui, cẩn thận đứt mất cái hộp của mình thì tiếc lắm. Hộp cũng đẹp anh em ạ. Nó thật sự là bộ này phải giữ lại cả hộp luôn. Rồi, ok. Ra. Có cái gì đây? Một cái nút buộc. Đây là cái nút để chúng ta buộc dây lại. Thay vì việc là dùng cái cuộn dính bình thường có chữ Anker thì đây sẽ là hình Doraemon. Và màu này cũng là màu xanh Doraemon này. Nó khác màu xanh của Anker anh em nhá. Các bạn nhìn thấy không? Nó khác màu xanh của Doraemon, nó hơi đậm hơn một tí. Còn đây là màu xanh của Anker. Rồi, cái giấy này không quan trọng lắm, bỏ sang. Cáp ở dưới này. À, cáp này là cáp màu xanh của Doraemon rồi, không phải là cáp màu xanh của Anker. Quá là được, tông xuyệt tông luôn. Đây, để mình sẽ cho các bạn nhìn cận hơn cái đầu cọng cáp này. Đầu cọng cáp của chúng ta thì bên này là chữ Anker này, bên này sẽ hình lục lạc của Doraemon này. Hình cái chuông, chính xác là cái chuông, còn cái lục lạc nó không được đúng lắm. Ở bên này thì trơn, không có gì hết. Và cái phần dây của chúng ta thì sẽ là dây màu xanh trùng màu với lại màu của Doraemon ở đây. Và đây cũng đúng là màu Doraemon luôn anh em nhé. Mình sẽ thử buộc cái này vào. À, khó buộc phết anh em ạ. Cái nút này nó to. Nó to hơn so với mình nghĩ. Rồi, ok, vào đây này. Ơ, hình như là mình buộc sai hay sao nhỉ? Sao nhìn nó cứ điêu điêu. À đúng rồi, đúng rồi. Tức là chúng ta phải luồn dây qua đây. Đó, luồn dây qua đây. Đấy, xong rồi bắt đầu buộc. Này nó mới chuẩn, nãy là mình làm nó chưa chính xác. Rồi xong rồi vào rồi anh em này. Hay, đẹp hết nhờ. Nhìn rất là gọn và đúng theo kiểu là dành cho các trẻ nhỏ mà yêu thích Doraemon. Nhưng mà mình tin là trẻ nào mua cái này về để sạc iPhone 12 Pro Max thì
chắc là gia đình cũng phải nhiều điều kiện lắm. Còn mình chỉ mua về để cho đam mê thôi. Chứ cái điện thoại mình dùng thì đây, nó vẫn là cái iPhone XR, chỉ có một camera. Và bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn sạc thử nhá. XR của mình đầy pin, mất không biết có lên là sạc nhanh không. Ok, lên rồi này. Điện thoại báo đang sạc nha anh em. Đây đây, cho các bạn nhìn điện thoại iPhone báo là đang sạc rồi. Đó, bây giờ thì mình sẽ lấy nét vào cái đồng hồ. Hiện tại dòng điện đo được của mình đang là 4,95V, 1,94A, 5V, 2A, khoảng tầm đó. Và đang rơi vào tầm gần 10W. Ok, như vậy là có sạc nhanh ấy chứ. Bởi vì là mặc định của iPhone không bao giờ lên được 10W thế này. Mặc định của iPhone nó chỉ lên được là khoảng tầm 5-6W gì đó thôi. Mà đây pin của mình gần đầy rồi các bạn. Hiện tại mình có tận 79% pin cơ. Nên thành ra là không sạc nhanh. Nó chỉ sạc được như thế này thôi. Nhưng mà cái này là đủ rồi. Có chứng minh được là cục này chúng ta có thể sạc nhanh được. Và nếu như mình có mượn được iPhone 12 Pro Max chẳng hạn thì sạc cho anh em xem nhá. Ok, nếu dành cho bạn nào mà chưa ngắm cái bộ củ cáp này một cách chán chê mê mỏi thì mình sẽ để một số footage về cái củ này ở cuối video. Và bây giờ mời các bạn cùng mình ngắm nó trước khi kết thúc video này.